Kính chào quý vị, hôm nay thứ Năm ngày 28 tháng 6 năm 2018, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần đầu của bản tin sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, sau 15 tháng nghiên cứu, đội ngũ kỹ sư của công ty Startup Lumi Việt Nam và các chuyên gia công nghệ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã cho ra mắt công nghệ loa thông minh Milo điều khiển ngôi nhà bằng giọng nói tiếng Việt đầu tiên tại Việt Nam. Vậy loa thông minh điều khiển bằng tiếng Việt mọi miền sẽ hoạt động như thế nào và mang lại lợi ích gì cho người dùng? Được ứng dụng công nghệ IoT và AI, tích hợp công nghệ truyền thông không dây Zigbee và Z-Wave và điện toán đám mây, loa thông minh Milo giúp người dùng điều khiển các thiết bị điện trong ngôi nhà bằng giọng nói tiếng Việt mọi miền, từ hệ thống đèn chiếu sáng, rèm cửa, điều hòa, thay đổi màu sắc ánh đèn bằng những câu thoại đơn giản. Khi mà chúng ta nói càng nhiều thì sản phẩm sẽ cập nhật được những cái ý muốn của chủ nhà, và chúng tôi cũng liên tục thu thập những cái dữ liệu của ba miền Bắc, Trung, Nam, nói rất nhiều giọng để nạp vào trong cái bộ sản phẩm này, và nó sẽ hiểu được nhiều hơn khi mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Chẳng hạn như buổi tối đi thức dậy đi vệ sinh, ví dụ không biết là cái thiết bị mình đang lắp đặt chỗ nào và để cái công tắc để bật mở đèn, thì mình có thể dùng tiếng Việt để mình điều khiển cái thiết bị đó mở đèn cho mình. Loa thông minh Milo hiện đạt chứng chỉ CE châu Âu và chứng chỉ UL, chứng chỉ bo mạch phần cứng chuẩn quốc tế, cho phép xuất khẩu đến 104 quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, giọng nói của chủ nhà sẽ được mã hóa theo chuẩn quốc tế SSO 2.0, qua đó đảm bảo tính bảo mật cho người dùng trong môi trường mạng.